chào cả nhà, Happy New Year. Hôm nay là ngày 30 Tết ở bên Mỹ. Bữa nay thì mình sẽ đi làm. Tiệm không có nghỉ mấy bạn ơi. Mình đi làm xong rồi sau giờ làm á thì mình sẽ chạy lên trên Phoenix, là cái chùa đó là có tên là Như La Thiền Tự. Thì trong đó có những hoạt động là hát nhạc nè, nó mời những ca sĩ local, những ca sĩ ở các cái tiểu bang khác tới hát. Nó cũng không có nhiều lắm đâu, nhưng mà cũng có ca nhạc nè, rồi cũng có người bán đồ chay, rồi mình có thể vào cầu nguyện, rồi nó có phong bì lì xì. Thì bữa nay mình sẽ quay không khí Tết của người Việt hải ngoại ở bên Arizona, chủ yếu là ở thành Chandler, Phoenix, Gilbert, lên tới chỗ Phoenix của Như La Thiền Tự. Thì chúc các bạn một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý nha. Happy New Year!